quận đoàn Thốt Nốt, ban chỉ huy quân sự quận vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thuận An vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà cho bộ đội xuất ngũ. Căn nhà được xây dựng cho gia đình anh Trần Công Mẫn, khu vực Thế Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Nhà 36 mét vuông kết cấu nền lót gạch bông, mái tôn, vách tường, tổng kinh phí khoảng hơn 70 triệu đồng, trong đó phường vận động hỗ trợ 47 triệu đồng, số còn lại được vận động từ người thân trong gia đình đóng góp để căn nhà được khang trang hơn.